Sau World Cup, Thánh Rắc Muối bị cấm đến chung kết giải bóng đá ở Mỹ. Hứng nhiều chỉ trích vì xuống sân ăn mừng chức vô địch cùng cầu thủ tuyển Argentina. Sampaé sẽ không được hoan nghênh có mặt ở Cúp Mỹ mở rộng. Ngày 21 tháng 12, trang Twitter của Cúp Mỹ mở rộng đăng tải dòng trạng thái Sampaé bị cấm đến chung kết Cúp Mỹ mở rộng 2023. Đây là một trong những giải đấu bóng đá lâu đời và danh giá nhất ở Mỹ, theo Latbeat. Động thái này xuất hiện sau lùm xùm của Sampaé tại trận chung kết World Cup 2022 giữa tuyển Argentina và Pháp hôm 18 tháng 12 giờ Hà Nội. Cụ thể, sau khi các vũ công tango giành chức vô địch, Sampaé đã xuống sân ăn mừng, chụp ảnh cùng đội tuyển. Trên trang cá nhân, đầu bếp nổi tiếng chia sẻ nhiều bức ảnh chụp chung với các cầu thủ như Messi, Di Maria và thậm chí còn được cầm trên tay chiếc cúp vàng danh giá. Hành động này khiến Sampaé bị nhiều người chỉ trích, đồng thời cũng vi phạm quy định của FIFA về người được chạm vào chiếc cúp vô địch World Cup. Trên website chính thức, Liên đoàn bóng đá thế giới đã quy định rõ chỉ những người chiến thắng và các nguyên thủ quốc gia mới có quyền cầm cúp vàng. Là một trong những biểu tượng thể thao vô giá được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới, cúp FIFA World Cup chỉ có thể được chạm vào và giữ bởi một nhóm người cụ thể, bao gồm những nhà vô địch và các nguyên thủ quốc gia, trích nội dung trên trang web. Gong cho rằng FIFA có thể sẽ phải giải thích về hành động này của đầu bếp sinh năm 1983. Bên cạnh đó, vị đầu bếp tai tiếng cũng khiến một số cầu thủ khó chịu với hành động của mình. Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy Sampaé cố gắng tiếp cận Messi trong đám đông trong lúc anh đang ăn mừng bên đồng đội, gia đình. Dù siêu sao 35 tuổi tỏ rõ khó chịu, muốn bỏ đi nhưng Sampaé vẫn bám theo để chụp ảnh chung. Nam đầu bếp cũng ngang nhiên giật cúp vàng từ tay Lisandro Martinez để ăn mừng. Sampaé tên thật là Nusret Gök, sinh năm 1983 tại Thổ Nhĩ Kỳ, hiện có gần 50 triệu người theo dõi trên Instagram. Năm 2017, clip ghi lại cảnh anh rắc muối lên một miếng thịt lan truyền trên mạng xã hội, trở thành hiện tượng mạng. Biểu cảm và hành động của nam đầu bếp cũng được nhiều người chế ảnh. Biệt danh Thánh Rắc Muối cũng gắn với gốc từ đó. Nhờ vậy, nhà hàng của Sampaé ngày càng nổi tiếng, trở thành địa điểm được nhiều người nổi tiếng, chính trị gia và cả cầu thủ ghé thăm. Bản thân Messi cũng từng đến dùng bữa và được đích thân ông chủ phục vụ vào năm 2018. Hiện, nhà hàng của Thánh Rắc Muối có chi nhánh tại nhiều quốc gia châu Âu, Trung Đông và Mỹ. Trước hành động kém duyên tại World Cup, Sampaé cũng từng bị chỉ trích khi chụp ảnh với Mohamed Salah tại trận chung kết Champions League 2018, dù nam cầu thủ phải rời sân do bị trật khớp vai. Trong bức ảnh, nam cầu thủ vừa được băng bó, vẻ mặt lộ rõ buồn bã.